Theo hãng tin AFP, trả lời câu hỏi liệu ông có tái tranh cử hay không nếu thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, 78 tuổi, chia sẻ với chương trình tin tức Full Measure Mỹ, không, tôi không tái tranh cử. Tôi nghĩ rằng sẽ như vậy. Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ hy vọng ông sẽ thành công trong ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 tới. Ông Trump và ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris đang trong một cuộc đua rượt đuổi nhau sức sao về tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò, kể cả tại những bang chiến trường quan trọng. Ông Trump đã thua ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nhưng ứng viên đảng Cộng hòa không chấp nhận rằng mình đã thua cuộc, cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, làm dấy lên các thuyết âm mưu. Trong diễn biến khác, ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris hiện nay mong muốn tổ chức một cuộc tranh luận mới khi ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 đang đến gần. Nhưng ông Trump lại từ chối với lý do việc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở một số tiểu bang của Mỹ. Ngày 22 tháng 9, bà Harris đã thúc giục ông Trump chấp nhận đề xuất tranh luận trên đài CNN vào ngày 23 tháng 10, sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa họ hôm 10 tháng 9. Ngày 22 tháng 9, ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy tại chùa Giảng Phật thuộc phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Ông Hưng cho hay sau khi đám cháy được dập tắt, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang thống kê cụ thể thiệt hại do vụ cháy gây ra tại ngôi chùa này. Theo đó, vụ cháy tại chùa Giảng Phật xảy ra chiều cùng ngày, ngọn lửa bắt nguồn từ tòa Tam Bảo. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cùng lực lượng chức năng thành phố Pleiku triển khai nhiều phương tiện và cán bộ tham gia dập lửa. Do trong chùa có nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa cổ, giấy nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra khu vực rộng gần 1.000 m². Lửa cháy mạnh tạo ra cột khói đen lớn và hơi nóng ảnh hưởng tới công tác cứu nạn. Qua ghi nhận bước đầu, vụ cháy gây nhiều thiệt hại về tài sản, vật dụng trong chùa Giảng Phật. Chiều ngày 22 tháng 9, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Triền Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xác nhận khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày trên quốc lộ 6 thuộc xã Triền Hắc xảy ra vụ sạt lở đất đá đè trúng hai ô tô, một xe tải và một xe con khi đang di chuyển trên đường. Thời điểm trên, cả xe tải và ô tô con chạy theo hướng Hà Nội Sơn La. Khi đến địa phận xã Triền Hắc, đất đá bất ngờ lăn trúng hai ô tô đang chạy trên đường gây ách tắc giao thông. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra vụ sạt lở, trên chiếc xe tải có 3 người, xe con có 5 người. Tất cả đều bị thương nhẹ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị quản lý đường bộ, cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, hạn chế các phương tiện lưu thông qua đây, đồng thời tổ chức dọn dẹp để đảm bảo giao thông. Đến 15 giờ cùng ngày, tất cả các điểm sạt lở trên quốc lộ 6, bao gồm vị trí sạt lở trước đó tại km 203 đoạn qua xã Triền Hắc đã thông xe. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu tiếp tục có mưa, nhiều nơi có nguy cơ sạt lở đất đá. Công an huyện Mộc Châu khuyến cáo người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, nhất là tại những đoạn đường đèo, dốc cao, cấp cột khuất nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, phương tiện khi tham gia giao thông. Đến 14 giờ 10 phút chiều ngày 22 tháng 9, đội lặn của Lữ đoàn đặc công nước 5 đã tìm thấy thi thể anh Chu Đức Dê, 25 tuổi, ngụ ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, bị rơi xuống biển vào sáng ngày 21 tháng 9. Thi thể được tìm thấy cách vị trí rơi khoảng 150 m theo hướng đông nam. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình trong chiều ngày 22 tháng 9. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30, anh Dê cùng 4 người bạn đến khu vực bãi đá trứng thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Vinh, tỉnh Ninh Thuận chơi. Cả nhóm đứng trên các mỏm đá gần bờ biển để chụp hình, check-in. Lúc này, anh Dê không may trượt chân rơi xuống biển. Do anh Dê không biết bơi nên bị sóng lớn cuốn mất tích. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với Lữ đoàn đặc công nước 5 và đồn biên phòng Phước Vinh tìm kiếm. Đồng thời, thông báo cho các tàu cá, người dân đang hoạt động gần khu vực nạn nhân mất tích hỗ trợ tìm kiếm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phước Vinh cho biết, khu vực biển Sơn Hải có các mỏm đá nhô ra biển, địa hình hiểm trở và thường có sóng lớn đánh vào các mỏm đá rất nguy hiểm. Nhiều người câu cá đã gặp tai nạn tại đây. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn phớt lờ. Vào đầu tháng 9, một cần thủ cũng đã bị sóng đánh rơi xuống biển tử vong. Sáng ngày 23 tháng 9, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết mực nước hiện tại trên sông Đồng Nai đã lên gần mức báo động 3, khiến nhiều khu vực trũng thấp ven sông Đồng Nai thuộc 6 địa phương ở Đồng Nai, gồm các huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhân Trạch và thành phố Biên Hòa, cùng hai huyện Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức có nguy cơ bị ngập lụt do lũ, sạt lở bờ sông, suối.
Hiện lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ Trị An tăng cao, trung bình 2.000 m khối trên giây, hồ đã đạt cao trình 60,4 m, cao trình an toàn là 62 m. Theo đó, Thủy điện Trị An sẽ xem xét mức độ báo động lũ ở vùng hạ du sông Đồng Nai để xả lũ với lưu lượng phù hợp. Dự báo những ngày tới, nước sông dâng và Thủy điện Trị An xả lũ có thể khiến tình trạng ngập ở vùng hạ nguồn sông Đồng Nai. Trước đó, ngày 22 tháng 9, công ty Thủy điện Trị An đã thông báo sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn để điều tiết về hạ lưu bắt đầu từ 10 giờ ngày 23 tháng 9 với lưu lượng từ 150 đến 300 m khối trên giây, tua bin phát điện là 850 m khối trên giây. Tổng cộng, hồ Trị An xả hơn 1.000 m khối trên giây nước xuống hạ lưu. Do vậy, công ty Thủy điện Trị An thông báo đến cơ quan phòng chống thiên tai các cấp và chính quyền địa phương phối hợp thông báo đến nhân dân dùng hạ lưu hồ chứa phòng ngừa, tránh những thiệt hại xảy ra.